Kính thưa quý vị, tin từ Hoa Kỳ, một dàn diễn viên toàn sao như Gerard Butler, Catherine Zeta-Jones và Jessica Biel cùng thủ vai cho bộ phim mới mang tên Playing Kips. Mang phong cách vừa phim hài, vừa kịch và tình yêu, Biel đã có lúc khó xếp loại cho bộ phim vào thể loại cụ thể nào. Butler đóng vai một ngôi sao bóng đá, vừa định chuyển đến một thị trấn nhỏ ở Virginia để được gần hơn với con trai của mình. Trong quá trình cố gắng nhen nhóm tại mối quan hệ với đứa con, ông được yêu cầu huấn luyện đội bóng đá của con trai mình. Hài kịch xảy ra sau khi có nhiều bà mẹ đá bóng do Zeta-Jones, Uma Thurman và Judy Greer đóng, tìm cách ghi điểm với nhân vật của Butler. Lần đầu tiên, Bill đóng vai một người mẹ của Noah Lomax, 11 tuổi. Bill cho biết câu chuyện ký ức tuổi thơ của mình để chuẩn bị cho vai diễn này. Làm sao để một người mẹ tìm thấy tính cách trẻ con bên trong mình? Cô rất thú vị vì bộ phim sẽ giúp cô hiểu được sợi dây liên hệ giữa mẹ và con. Butler khoái chí vì bất cứ nơi nào ông đến cũng được vây quanh bởi nhiều phụ nữ. Các chàng trai thích xem phim này vì họ nghĩ mình là anh chàng kia, đặc biệt những cô nàng đuổi bắt lại là Catherine Zeta-Jones, Uma Thurman, Jessica Biel. Ngoài ra còn là một cầu thủ bóng đá, vì vậy có nhiều pha thể thao hấp dẫn trong phim. Playing for Keeps được đạo diễn bởi Gabriel Musino. Bộ phim sẽ ra các rạp ở Mỹ vào ngày 7 tháng 12. And now for CSA Sports on a last second penalty kick today. This is your credit card company. I'm either too early or I'm too late. In a couple of weeks, I'm going to be too late again. That's a couple that can really talk. I don't think he's the groom. I got $100 here. It says you cannot hit it.